Đồng hành cùng chúng ta trong video ngày hôm nay đó đó chính là Coin 98 Wallet Đây là cái ví tiền mã hóa multi-chain cũng như là đa chuỗi đó Giúp các bạn có thể lưu trữ Coin, Token trên hơn 30 blockchain khác nhau Mà chỉ với một cái fast free duy nhất mà thôi Ngay trên cái ví Coin 98 đó các bạn có thể swap Mua bán Token một cách nhanh chóng, tiện lợi Và các bạn còn được tặng điểm thưởng mỗi lần mà các bạn swap các bạn có thể tìm hiểu và tải cái ứng dụng Coin98 Wallet ngày hôm nay và nhập cái mã giới thiệu để ủng hộ kênh đồng thời các bạn cũng có cơ hội để mà nhận thưởng từ những cái chương trình đặc biệt đến từ coin 98 nhưng mà trước hết thường muốn cho các bạn thấy được một cái góc nhìn là trên màn hình các bạn đã thấy được đây là năm 2020 có thể nhiều bạn không nhớ chỉ một năm trước đây thôi giá của BTC đã ở cái mức là 3.000 mấy trăm đô rồi trở lên 6.000 đô lúc đó ai cũng vui Bây giờ năm 2021 các bạn thấy được là giá BTC là 60.000 đô nhưng mà mọi người lại lo sợ Thì như bạn nói là có thể là cái vị thế khác nhau có thể là người mua 3.000 năm 2020 Thì khi mà giá lên 6.000 là vui hay là những người mà mua ở cái mức là 65.000 hay là 69.000 gần đây Thì các bạn thấy được là xuống 60.000 đô thì lại buồn thì cũng có thể là như vậy nhưng mà các bạn thấy được là cuối cùng cũng là giá BTC mà thôi thân có thể chia sẻ với các bạn không biết rất là nhiều người à, đã đầu tư và có vị thấy BTC rất là tốt giống như là 5.000 đô 10.000 đô và thấy giá lên tới là 69.000 trở xuống 60.000 đô thì vẫn cảm thấy buồn tại vì sao tại vì con người mà các bạn thấy được là rất là khó hiểu cho nên ben Carson đã nói là khi tôi nhìn vào bộ não của con người tôi vẫn còn kinh ngạc về nó một ngày nào đó tất nhiên là chúng ta sẽ à, nhìn vào giá cả có thể là thêm một con số không nữa nhưng mà chúng ta vẫn sẽ lo sợ là giá cả đang đi xuống và thật ra nếu chúng ta chỉ nói riêng Bitcoin thôi thì các bạn thấy là BTC đó đạt cái đỉnh là khi nào? Đạt cái đỉnh là lúc đó là 69.000 đô. Cách đây chỉ có là vài ngày thôi, ngày 10 tây tháng 11, cái đây chỉ có 6 ngày thôi là chúng ta đã thấy cái đỉnh của cái mức là 69.000 đô Thì ngoài trừ là các bạn mua trong khoảng thời gian là một tuần qua. Chứ nếu như không thì các bạn à, đâu có lỗ đâu. Hay là nếu các bạn có mua đi nữa. Thì cái phần trăm đi xuống cũng không có gọi là nhiều. Các bạn thấy được nếu chúng ta tính cái mức cao đi là 69.000 đô. Thì nếu chúng ta tính tới cái mức thấp của ngày hôm nay đó. Là khoảng chừng là 58.000 đô đi. 58.500. Thì các bạn thấy được là chúng ta tổng cộng đó là thấy một cái đợt điều chỉnh là 15 lăm 0,2% thì 15% cũng coi như là một cái sự điều chỉnh của BTC rồi. Nhưng mà cái vần điều chỉnh này đó các bạn có thể hiểu được là cũng không phải là cao lắm tại vì trong một cái mùa tăng trưởng nó đi chúng ta tính những cái đợt mà đi xuống của BTC đó thì trung bình vẫn sẽ là khoảng chừng là 20% trở lên. Cho nên 15% thì coi như cũng là một cái sự điều chỉnh nhẹ mà thôi. Và nếu chúng ta nhìn vào cái chẩn đoán của Plan B đó thì các bạn thấy được chúng ta bắt đầu tháng 11 thì rất là mạnh nhưng mà bây giờ mức là 58 59 000 thì nhiều người bây giờ là bắt đầu lại có cái sự nghi ngờ về chứng đón của Plan B là 98 000 đô. Thì cuối tháng này đó giá BTC có lên được 98 ngàn đô không thì đi nhiên thường không biết được nhưng mà thường có thể chia sẻ với các bạn à, về tình hình của năm 2017 đi. Khi mà các bạn nhìn vào biểu đồ đó, thì nhiều bạn sẽ thấy được năm 2017 đó chúng ta à, Giống như là chúng ta à, party liên tục để chúng ta cứ ăn nhảy múa à, Giá cứ cứ lên và lên nhưng mà thực sự không phải đâu Khi mà các bạn zoom vào các bạn thấy được là năm 2017 đó Cái đường tăng trưởng không có thẳng như các bạn nghĩ Cũng có rất nhiều đợt à, điều chỉnh như là các bạn đang nhìn thấy trên màn hình Đây là tài liệu nến ngày của năm 2017 và Đặc biệt đó, thường muốn các bạn để ý là năm 2017 đó tháng 11 thì cũng tương tự như là bây giờ các bạn thấy được là giá BTC đó đây là tháng 11 của năm 2017 thì giá của BTC thời điểm đó cũng có một cái sự điều chỉnh tổng cộng là 30% từ cái mức là các bạn thấy chúng ta bắt đầu là tháng 11 đó của năm 2017 đó là giá cả của BTC uh, là khoảng 6.500 đô đi và chúng ta kết thúc cái tháng 11 đó là giá cả của BTC uh, thời điểm đó là chúng ta sẽ thấy được là cuối tháng 11 đó là khoảng 9.900 đô thì có nghĩa là chúng ta có cái sự tăng trưởng từ 6.000 mấy đến 9.000 mấy có nghĩa là hơn 50% nhưng mà trong cái đợt tăng trưởng đó đó trong cái tháng 11 chúng ta có một cái cuộc điều chỉnh tổng cộng đó là 30% nhưng mà chúng ta phải kết thúc cái tháng là tăng 50% đây là cái tình hình của tháng 11 của năm 2007 không muốn so sánh một chút thôi để các bạn thấy được là những gì chúng ta chứng kiến nó cũng không hẳn là chưa từng xảy ra để các bạn có thêm một thông tin về quá khứ, nhưng mà chúng ta hãy nói tới cái uh, tài liệu liên quan tới uh, tình hình hiện bây giờ đi. Thì để thuận chuyển cho qua để mà chúng ta nói tới tài liệu liên quan đến Classno thì thì tôi muốn chia sẻ ba cái nhận định đến từ ba người ở trên Classno mà không phải là thuận tôi muốn chia sẻ góc nhìn của những người khác sau đó thường sẽ chia sẻ một số những thông tin uh, liên quan đến uh, cái số lượng BTC và Ethereum nạp vào rút ra. Thì người đầu tiên đó đó chính là El Crypto Travel thì người này nói đó là chúng ta nhìn vào cái biểu đồ trên màn hình. Đây đó là bên trên này là cái giá của BTC và bên dưới này cái màu xanh này đó là chính là cái tài liệu liên quan đến cá voi. Thì chúng ta thấy có một điều đó chính là gần đây đây chúng ta thấy là có một số cá voi di chuyển. Đó là điều mà à, được nói đến bởi uh, El Crypto tavo Thì để hiểu thêm đó là khi mà chúng ta nhìn vào cái uh, tài liệu này. Đây gọi là CDD thì hiểu đơn giản là CDD tăng lên cái đường màu vàng này đó tăng lên khi mà chúng ta thấy một trong hai điều xảy ra hay là cả hai cùng xảy ra thứ nhất đó chính là chúng ta thấy có cái số lượng lớn BTC di chuyển và thứ nhì chúng ta thấy được là cái số lượng nhỏ hơn nhưng mà đã được lưu trữ dài hạn mà di chuyển thì cái đường màu vàng này cũng tăng lên hoặc là cả hai thì hiểu đơn giản đó là chúng ta thấy là gần đây cái chỉ số CDD này tăng lên có nghĩa là chúng ta có thể đang chứng kiến có một số lượng Bitcoin được di chuyển và Kế tiếp chúng ta nhìn vào chỉ số cá voi đây thì gần đây chúng ta thấy được là cái số lượng Bitcoin đó là cũng có cái sự tương đồng với cái sự hiện diện của một số động thái cá voi ở trên những cái sàn. Và kế tiếp nữa đó các bạn thấy được là cho đến bây giờ tuy là chúng ta thấy là tình hình đó, giá cả có sự điều chỉnh hai ngày nay nhưng mà các bạn thấy ở cái phần giữa này đó nó gọi là short term holder SOPR có nghĩa là cái sự di chuyển của những người mà lưu trữ ngắn hạn đó thì hiện bây giờ các bạn thấy chúng ta đã đi vào cái dùng màu đỏ rồi có nghĩa là những nhà đầu tư ngắn hạn đó bây giờ họ đang lo sợ cho nên chúng ta mới mà theo màu đỏ xuất hiện có nghĩa là họ bán mà lỗ đó như là bán BTC lỗ họ cũng bán hiện bây giờ có nghĩa là những nhà đầu tư ngắn hạn họ lo sợ những nhà đầu tư dài hạn đó thì các bạn thấy được vẫn là màu xanh có nghĩa là những cái Bitcoin lưu trữ bây giờ tôi dài hạn đó thì bây giờ di chuyển vẫn còn có lời và họ có cái sự là bình thản hơn là những nhà đầu tư ngắn hạn thì chúng ta thấy được một điều nữa đó chính là cái đường màu xanh lá cây này cũng có cái sự tăng trưởng lên, không có nhiều nhưng mà cũng có cái sự tăng trưởng ít nhiều gì cho nên chúng ta thấy được là chúng ta có hai điều đang xảy ra. Thứ nhất là chúng ta thấy được là có một số động tĩnh uh, giống như là cá voi xuất hiện gì đó trên những cái sàn. Rồi chúng ta cũng thấy được một điều nữa đó chính là chúng ta thấy những nhà đầu tư dài hạn nó cũng có dấu hiệu chốt lời một phần. Và chúng ta tiếp tục nhìn vào cái nhận định thứ hai đi, để nhận định của IT Tech rồi thường sẽ À, chia sẻ thêm nhận định thứ ba nữa rồi sẽ tổng hợp lại cho các bạn hiểu hơn là những gì đang xảy ra thì những nhà đầu tư dài hạn đó thì những nhà đầu tư dài hạn nào mà có dấu hiệu là chốt lời thì các bạn thấy được là chúng ta có rất nhiều cái đường bên trên này thường sẽ không có nói tới từng đường mà chúng ta chỉ có thể là quan tâm đến là cái đường này thôi cái đường màu xanh dương này là đại diện cho những cái người mà hodler từ 3 cho đến 5 năm thì các bạn thấy được là cái đường màu xanh dương này đã gần đây ngày 16 tây đó đã có cái sự đi xuống có nghĩa là chúng ta thấy được là cái đường bên dưới này đó màu xanh lá cây thì vẫn tiếp tục tăng lên đường màu xanh lá cây này đại diện cho những người mà lưu trữ 5 năm 7 năm thì họ vẫn tiếp tục tích lũy có nghĩa là những nhà đầu tư mà rất dài hạn họ vẫn tiếp tục tích lũy nhưng mà những nhà đầu tư là khoảng chừng từ 3 tới 5 năm đó, thì có dấu hiệu là chốt lời một phần và kế tiếp nữa là chúng ta nhìn kỹ hơn đó thì đây là Long Term Holder SOPR thì các bạn thấy được là đây là dấu hiệu của những nhà đầu tư lâu năm có cái dấu hiệu là chốt lời thì các bạn thấy là tình hình bây giờ đó là chúng ta cũng thấy là cái đường màu xanh này cũng có cái xu hướng này đi lên một chút tuy nhiên đương nhiên không có cao bằng những thời điểm như là tháng 3 hay là tháng 4, tháng 5 mới đây vẫn còn khoảng cách rất là xa có nghĩa là cái sự chốt lời này cũng không phải là mạnh lắm nhưng mà cũng là có và điều này cũng không gì gọi là quá lạ khi mà các bạn thấy là gần đây đó chúng ta liên tục thấy đây là cái tài liệu ở trên Classno thì Classno cho thấy được là gần đây chúng ta có rất là nhiều BTC tính theo Classno đã có lời cho nên nằm trong vùng đỏ này các bạn cũng đã biết thông tin này rồi thường chia sẻ hàng ngày thì các bạn thấy là cuối cùng thì chúng ta đã rời khỏi cái vùng màu đỏ này và tính cho đến mức giá là 60.300 đô đó thì chúng ta còn 88% của cái số lượng BTC là đang có lợi hiện bây giờ và các bạn cũng đã biết là cái con số thường thích thấy là chúng ta phải khoảng chừng là 85% độ xuống cho nên xuống thêm một chút nữa thì thường cảm thấy là sẽ an tâm hơn và là sẽ vững dàng hơn cho cái cuộc tăng trưởng kế tiếp của BTC thì chúng ta thấy nó tóm lại đó là ngày hôm qua thì các bạn đã thấy là chúng ta thấy cái sự đi xuống giá là liên quan đến nhiều cái lệnh uh, futures bị thanh lý dẫn đến hiện tượng là long squeeze sau đó chúng ta thấy được những nhà đầu tư mà ngắn hạn đó là họ lo sợ cho nên chúng ta thấy được là có một số nhà đầu tư ngắn hạn họ cũng bán cái crypto của mình và sau đến thấy được một số những nhà đầu tư dài hạn đó, từ 3 đến 5 năm cũng giống hiệu là chút lời một phần cho nên chúng ta mới thấy là cái đường màu cam này rời khỏi như màu đỏ nhưng mà cái số lượng chút lời cũng không có nhiều mà chúng ta thấy những nhà đầu tư mà dài hạn hơn đó thì vẫn tiếp tục là tích lũy cho nên chúng ta mới thấy được những cái tài liệu như là các bạn thấy là giá cả có cái sự đi xuống màu trắng trên màn hình á nhưng mà các bạn thấy được đây là tài liệu liên quan tới có bao nhiêu BTC nạp và rút ra thì các bạn lại thấy một điều đó chính là ngày hôm qua đó cho dù giá cả đi xuống các bạn thấy là hình cây hiện tượng là gì cái hiện tượng là các bạn thấy được là chúng ta có 8.637 BTC rời khỏi nhiều hơn là nạp vào có nghĩa là các bạn thấy là những gì chúng ta mới vừa nói đến dẫn dẫn đến là chúng ta thấy vẫn còn rất nhiều người tích lũy BTC ở cái mức này và dẫn chứng là có rất nhiều BTC rời khỏi sàn ngày hôm qua và chúng ta nhìn vào ngày hôm nay đi tính theo là giờ đi xem coi là tài liệu mới nhất cho chúng ta thấy gì thì các bạn thấy là chúng ta nhìn vào tài liệu ngày hôm nay đó thì có thể là các bạn không thấy rõ nhưng mà để thường zoom vào để các bạn có thể là có cái cách nhìn rõ hơn thì chúng ta thấy được là khả năng rất cao, các bạn thấy là có rất là nhiều những cái thanh này tính theo giờ một thanh là một giờ là rất dài và chỉ xuống có nghĩa là chúng ta tiếp tục thấy là hôm nay kết thúc đó sẽ là có nhiều BTC rời khỏi nhiều hơn nạp vào và thậm chí các bạn thấy được là cái thời điểm nên làm video bây giờ nè là chúng ta thấy là có 7.485 BTC rời khỏi trong một giờ nhiều hơn nạp vào, các bạn thấy được cách đó khoảng chừng là năm sáu tiếng cũng có hiện tượng là 9.800 BTC rời khỏi nhiều hơn nạp vào, cho nên chúng ta thấy là BTC vẫn đang được tích lũy và cái xu hướng chung thì các bạn cũng vẫn thấy là cái xu hướng vẫn cho thấy là BTC rời khỏi sàn và cứ rời khỏi sàn. Cái tình hình tích lũy cũng không có gì thay đổi. Cái hiện tượng xảy ra trong vòng 2 3 ngày qua khi mà giá cả có cái sự hưng lại rồi đi xuống nó cũng không thay đổi được cái xu hướng chung là chúng ta thì được là tình hình cái sự lo sự lạm phát vẫn đang có, chúng ta thì được là cái uh, sự tích lũy của BTC vẫn đang có. Chúng ta thì được là BTC vẫn tiếp tục rời khỏi sàn, không có gì thay đổi hết. Và ngay cả chúng ta nhìn vào à, những gì xảy ra đó là cũng là một điều rất cần thiết Cho nên chúng ta mới thấy được là cái số lượng BTC có lời điều chỉnh xuống Đây là những cái nền tảng cần thiết để chúng ta tiếp tục có một cái sự tăng trưởng bền vững Đó là suy nghĩ cá nhân của Thuận Và các bạn thấy được là cũng dẫn đến là funding rate nó ngồi là một chút Có nghĩa là cái phí qua đêm trên sàn ngồi là một chút Nhưng mà một trong những điều mà Thuận nhận ra được là bây giờ đó cái số lệnh future vẫn còn rất là cao Các bạn thấy được là cao hơn cả tháng 4 mới đây và gần đây đó thì đương nhiên nhưng là hôm qua có nhiều lệnh bị thanh lý đó thì cũng có cái sự uh, đi xuống Nhưng mà các bạn thấy là trong ngắn hạn thì có cái sự đi xuống nhưng mà thật ra cái mức này là chúng ta chỉ mới thấy ngày 7 tây mà thôi cũng không có xuống nhiều lắm cũng rất còn có nhiều lệnh ở uh, trên những cái sàn futures hiện bây giờ nói tới đây đó chúng ta nhìn vào temiem đi thì temiem cũng như vậy các bạn thấy được là uh, cách đây hai ngày chúng ta có một cái thanh đi là tính theo ngày đó cái thanh này là đại diện cho cái số lượng Ether rời khỏi cực kỳ nhiều con số là các bạn thấy được là rất là cao đã rời khỏi cách đây hai ngày tương tự như BTC vậy chúng ta nhìn vào cái tài liệu ngày hôm qua giá cả đi xuống thì vẫn là tình hình là Ethereum rời khỏi nhiều hơn nạp vào cũng tương tự như là BTC nhưng mà cái tình hình à, thường cảm thấy nó càng rõ ràng hơn nữa và để thường zoom vào để xem cái tài liệu ngày hôm nay thì ra sao thì đây là cái tài liệu ngày hôm nay thì các bạn thấy được tài liệu ngày hôm nay đó thì cái thanh của ngày hôm qua nó khá là cao cho nên nó là áp chế những cái thanh ngày hôm nay để thường reset lại một chút để các bạn thấy rõ hơn những cái thanh gần đây nhất tính theo giờ thì các bạn thấy được là khả năng cao là hôm nay đóng lại vẫn là tình hình là nhiều ether rời khỏi hơn là nạp vào cũng như là btc ethereum rời khỏi tốc độ nó còn cao hơn là btc nữa có nghĩa là chúng ta vẫn tiếp tục thấy là bitcoin ethereum được thu mua đem ra khỏi sàn đó là cái tài liệu mà thùng muốn mang đến cho các bạn những gì các bạn thấy trong vòng hai ngày qua đó chỉ là cái tình hình mà chúng ta thấy là những nhà đầu tư ngắn hạn lo sợ một số người chốt lời nhưng mà cái mà thùng muốn nói đó đó chính là cái tài liệu nhìn xa hơn thì cũng chưa có gì thay đổi hết ở thời điểm hiện bây giờ và muốn kết thúc cái video này với một cái câu hỏi thường thường nhận được đó chính là nhiều bạn hay hỏi thường là cái token này à, mua ở đâu làm sao mua hướng dẫn như mình thì thường thể chia sẻ với các bạn đó là nếu như mà các bạn chưa hiểu làm sao để mà tra cái sàn nào hỗ trợ token các bạn làm sao mua hình thức mua là qua sàn phi tập trung hay là sàn tập trung đó thì các bạn không cần dành mỗi thời gian để mà tìm hiểu những cái kiến thức căn bản này nó sẽ giúp đỡ cho các bạn nhiều hơn là các bạn bây giờ nhắm mắt mua một cái độ token nào đó nó sẽ rất là nguy hiểm cho nên nếu các bạn không thể tự tìm hiểu thì các bạn cũng nên dành một thời gian để mà tìm hiểu ở trên mạng cũng như là trên youtube cũng có rất nhiều những cái video hướng dẫn các bạn sử dụng nhiều cái sàn đất hay là tạo ví vân vân đó là những cái kiến thức cơ bản mà tôi nghĩ là các bạn cần nên có trước khi mà các bạn tham gia vào bất cứ một cái dự án nào và đây là những cái thông tin mà thường muốn chia sẻ với các bạn về cái tình hình hôm nay chúng ta chủ yếu là nặng về cái tài liệu thông tin liên quan tới giá cả của btc tại vì đó là cái xu hướng chung của thị trường và cái mình thường muốn các bạn hiểu được đó chính là chúng ta chỉ có thể nói tới dài hạn mà thôi cũng như là cách đây là vài ngày nữa trước khi mà giá cây đi xuống thùng cũng đã chia sẻ các bạn là ngắn hạn bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra nhất là khi mà các bạn thấy là có quá nhiều lệnh futures và có quá nhiều BTC đang có lời thì tâm lý chuẩn bị cho một cuộc điều chỉnh là hoàn toàn phải có những gì chúng ta có thể nói là dài hạn hơn thì cái xu hướng vẫn chưa có gì gọi là thay đổi hết chúng ta vẫn chưa thấy dấu hiệu đỉnh đến từ những cái chỉ số mà chúng ta thường hay xem và đây là tất cả những cái thông tin mà Thuận muốn mang đến cho các bạn trong cái video ngày hôm nay. Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái video này. Và những người nào mà chưa có theo dõi Thuận Capital trên những cái mạng xã hội cũng nên theo dõi bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để mà tìm thấy những thông tin như là Telegram channel, Facebook và Twitter các bạn theo dõi để các bạn có thể nhận được những thông tin mới nhất và nhanh nhất. Và những người nào mà muốn tìm hiểu những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuận Capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để mà tìm thấy những cái ưu đãi như là các bạn có thể được giảm 20% cái phí giao dịch khi mà tham gia vào sàn Binance cũng như là được giảm 5% cái phí giao dịch khi mà tham gia vào sàn FTX và những bạn nào mà muốn nhận những cái bonus để tham gia vào những sàn như là sàn Fasinmoon XBT hay là các bạn có thể tìm hiểu bonus đến từ sàn Bybit và hiện bây giờ đó sàn Bybit có một cái bonus đó chính là lên tới tối đa là 3.500 đô khi mà các bạn nạp tiền lần đầu tiên cũng như là các bạn được giảm 10% cái phí giao dịch tháng đầu tiên. Những sàn như là Bybit hay là Moon các bạn có thể bấm vào cái liên màu vàng ở trên màn hình để tìm hiểu group tính hệ trade miễn phí cũng như là những sàn như là sàn MarginFX và nhưng mà nào mà sống ở Hoa Kỳ đây thì có thể tìm hiểu những sàn như là sàn Binance US hay là sàn Coinbase Cũng như là ứng dụng BlockFi đây là ứng dụng Lending có lại các bạn vẫn có thể nhận được bonus lên tới 250 đô Và đương nhiên crypto tục khoan Rất nhiều bạn đã quen thuộc rồi đây là cái ứng dụng hỗ trợ biểu đồ và phân tích dữ liệu on-chain Một lần nữa Cảm ơn các bạn dành thời gian để mà xem cái video ngày hôm nay và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp Tạm biệt các bạn